Chào các đồng chí và các bạn. Mời các đồng chí và các bạn cùng theo dõi chuyên mục An ninh Lâm Đồng. Mở đầu chuyên mục hôm nay là những phần tin chính sau đây. Hội phụ nữ công an tỉnh Khui Heo Đất thực hiện các hoạt động xã hội. Bắt đối tượng cướp giật tài sản của du khách. Một cá nhân bị phạt 134 triệu đồng vì khai thác vàng trái phép. Cuối chuyên mục là phóng sự tăng cường quản lý thiết bị bay không người lái để đảm bảo an toàn bay tại sân bay Liên Khương. Bây giờ, mời các đồng chí và các bạn cùng theo dõi nội dung chuyên mục. Để chuẩn bị kinh phí cho hoạt động xã hội tình nghĩa dịp cuối năm, Hội Phụ nữ Công an tỉnh vừa tổ chức Khui Heo Đất tiết kiệm và đã thu được số tiền gần 45 triệu đồng. Toàn bộ số tiền này sẽ được sử dụng vào các hoạt động xã hội tình nghĩa như thăm, tặng quà Tết cho các đối tượng chính sách, tặng quà nhận đỡ đầu các em học sinh nghèo, vượt khó học giỏi, giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn. Nuôi heo đất là hoạt động được các chi hội phụ nữ cơ sở duy trì nhiều năm nay và đây là hoạt động mang nhiều ý nghĩa, không chỉ nâng cao nhận thức của hội viên phụ nữ về thực hành tiết kiệm mà còn thể hiện tinh thần tương thân tương ái của mỗi hội viên phụ nữ công an với cộng đồng xã hội. Cụm thi đua số 3, các phòng khối xây dựng lực lượng, hậu cần trực thuộc Công an tỉnh vừa tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc năm 2018. Năm qua, các đơn vị trong cụm thi đua số 3 đã chủ động làm tốt chức năng tham mưu cho lãnh đạo Công an tỉnh, xây dựng triển khai nhiều chương trình, kế hoạch, biện pháp thực hiện các mặt công tác công an, chính trị tư tưởng, xây dựng đảng, tổ chức cán bộ, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, công tác hậu cần. Từng đơn vị đã đẩy mạnh phong trào Công an nhân dân học tập thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy, thực hiện tốt các cuộc vận động, xây dựng phong cách người Công an nhân dân, bản lĩnh, nhân văn vì nhân dân phục vụ. Căn cứ kết quả công tác của từng đơn vị, cụm thi đua số 3 đã bỏ phiếu đề nghị Hội đồng thi đua Công an tỉnh xét tặng danh hiệu cho các đơn vị có thành tích nổi bật và đề nghị Bộ Công an tặng cờ thi đua cho phòng tham mưu. Vừa qua, tại trường Trung học Phổ thông Dẹt Xin Đà Lạt, Công an tỉnh đã phối hợp tổ chức buổi tuyên truyền pháp luật phòng chống ma túy. Tại buổi tuyên truyền, các em học sinh đã được nghe giới thiệu khái quát về tình hình tội phạm ma túy trên địa bàn trong thời gian qua, thực trạng sử dụng ma túy, nhất là ma túy tổng hợp trong thanh thiếu niên hiện nay, về tác hại của việc sử dụng ma túy, giải đáp các thắc mắc như cách phòng tránh ma túy, xử lý và giải quyết đối xử khi biết bạn mình nghiện ma túy. Buổi tuyên truyền là cơ hội giúp các em học sinh nâng cao kiến thức, kỹ năng mềm, đồng thời nâng cao trách nhiệm của học sinh trong công tác phòng chống ma túy, góp phần ngăn chặn triệt để không cho ma túy xâm nhập vào học đường, cũng như xây dựng môi trường an toàn, lành mạnh, không ma túy cho các em học sinh. Ngày 27 tháng 10, trại giam Đại Bình thuộc Cục Quản lý Trại giam Bộ Công an đóng tại xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm đã tổ chức hội nghị gia đình phạm nhân lần thứ 8 năm 2018. Thời gian qua, bên cạnh việc giáo dục cải tạo cho phạm nhân, thì trại giam Đại Bình đã chú trọng tổ chức dạy nghề cho các phạm nhân như các nghề mộc, xây dựng, đan lát, may mặc. Nhiều phạm nhân đã ra trại, đã có tay nghề tốt, nhanh chóng tái hòa nhập cộng đồng. Ngoài ra, trại còn tổ chức cho phạm nhân thăm gặp, liên lạc với gia đình qua điện thoại, gửi thư, nhận quà, tiền, lưu ký vào các ngày trong tuần, trình tự giải quyết theo đúng quy định. Có sự kiểm tra chặt chẽ, có sổ theo dõi, cập nhật thông tin để đảm bảo cấp phát đầy đủ kịp thời. Việc tổ chức hội nghị gia đình phạm nhân như thế này được tổ chức đều đặn hàng năm, giúp cho các gia đình, các phạm nhân hiểu hơn về chế độ, chính sách của đảng, nhà nước, yên tâm hơn về môi trường sống cải tạo của người thân, động viên người thân cố gắng phấn đấu, cải tạo tốt để được giảm án tha tù hay đặc xá. Dịp này, trại giam Đại Bình đã vận động cán bộ chiến sĩ, các cơ quan, ban ngành, doanh nghiệp, thân nhân gia đình phạm nhân quyên góp ủng hộ xây dựng quỹ Tấm Lòng Vàng với tổng số tiền gần 150 triệu đồng để giúp đỡ những phạm nhân có hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật. Lúc 10 giờ 45 phút ngày 27 tháng 10, xe container mang biển kiểm soát 51LD04104 kéo theo rơ móc do tài xế Phạm Ngọc Thạch, chú tại huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi điều khiển đang lên đèo Mimosa để vào thành phố Đà Lạt thì bất ngờ gặp một chiếc xe đang xuống đèo với tốc độ cao. Tài xế Thạch đánh tay lái tránh sang phải thì phần rơ móc phía sau lật văng xuống nằm chắn ngang toàn bộ mặt đường. Vụ tai nạn đã khiến giao thông trên đèo Mimosa ùn tắc hơn 2 tiếng đồng hồ. Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố Đà Lạt và các đơn vị chức năng đã kịp thời có mặt phối hợp điều tiết giao thông và giải phóng ùn tắc,
thông xe trên đèo Mimosa ngay trong buổi chiều cùng ngày. Sau gần 3 ngày truy xét, ngày 25 tháng 10, Công an huyện Lạc Dương đã bắt được Nguyễn Thanh Tùng, sinh năm 1980, trú tại thị trấn Đạm Ri, huyện Đạ Oai, khi Tùng đang lẫn trốn tại một nhà nghỉ ở thị trấn Phước Cát, huyện Cát Tiên. Tại cơ quan công an, Tùng khai nhận, ngày 22 tháng 10, phát hiện bà Nguyễn Thị Phương tạm trú tại thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương, dựng xe máy bên đường, không có người trông coi. Tùng đã lấy trộm xe chạy về huyện Cát Tiên và phát hiện trong cốp xe có 30 triệu đồng tiền mặt và 7 chỉ vàng. Tuy nhiên, số tài sản trộm được, Tùng chưa kịp tiêu xài thì bị bắt giữ. Được biết, Tùng nghiện ma túy từ lâu và có 5 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Vừa qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 134 triệu đồng đối với ông Nguyễn Anh Đạt, trú tại xã Đà Loan, huyện Đức Trọng, về hành vi khai thác khoáng sản không có giấy phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải trên 10 lần ra môi trường. Trước đó, chiều ngày 9 tháng 8 năm 2018, Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh đã phối hợp cùng Công an huyện Đức Trọng, Phòng Tài nguyên Môi trường huyện, bắt quả tang ông Đạt đang tổ chức chiết tách khoáng sản vàng sa khoáng trái phép ngay tại nhà. Ông Đạt cho biết khoáng sản gồm cát và đá được khai thác tại thôn Ma Bó, xã Đa Quyên, huyện Đức Trọng, sau đó đưa về xay, ngâm ủ hóa chất để chiết tách thu vàng. Tại hiện trường, lực lượng công an phát hiện có nhiều bể ngâm ủ khoáng sản được phủ kín bạt. Khi kiểm tra thì sộc mùi hóa chất rất khó chịu. Toàn bộ nước thải trong quá trình xay cát, đá và chiết tách khoáng sản được đổ ra dòng suối gần đó. Công an huyện Đam Rông đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng đối với Lê Văn Tuấn, sinh năm 1988, trú tại xã Phi Liên, huyện Đam Rông về tội hủy hoại rừng. Trong vụ gây thiệt hại hơn 1.000 cây thông tại xã Phi Liên, tại cơ quan công an, Tuấn thừa nhận do có rẫy cà phê ở gần nên đã sử dụng máy cắt, mua hóa chất ken chết cây và thuê máy múc san gạt nhằm mục đích chiếm đất. Hơn 1.000 cây thông trên diện tích gần 40.000 m2 rừng tự nhiên và rừng thông bị Tuấn triệt phá. Trước đó, liên quan đến vụ án này, Ủy ban Nhân dân huyện Đam Rông cũng đã đình chỉ công tác đối với ông Hoàng Trần Phú Hân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phi Liên, và Ban Quản lý rừng phòng hộ Phi Liên cũng đình chỉ công tác đối với ông Dương Văn Huy, cán bộ quản lý tiểu khu 216 để xem xét trách nhiệm trong quản lý bảo vệ rừng. Với hành vi cướp giật tài sản, đối tượng Tài Thanh Tiến, trú tại thành phố Đà Lạt vừa bị công an thành phố Đà Lạt bắt tạm giam 4 tháng để điều tra. Trước đó, nhận được tin báo của chị Đàm Thị Thu, trú tại huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, trình báo, chị vào thành phố Đà Lạt du lịch. Khi đang cùng một số người bạn dùng điện thoại di động chụp hình tại khu Hòa Bình, thì bị một đối tượng giật mất chiếc điện thoại. Công an thành phố Đà Lạt đã xác minh truy tìm. Đến khoảng 19 giờ ngày 16 tháng 10, công an thành phố Đà Lạt đã tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng Tiến tại phòng trọ của hắn. Bước đầu, Tiến khai nhận phát hiện chị Thu đang chụp hình tại bức tường cối xay gió, nên đã áp sát giật chiếc điện thoại, sau đó đến bán cho một tiệm điện thoại tại đường Nguyễn Công Trứ, phường 2, thành phố Đà Lạt được 2 triệu 700 ngàn đồng lấy tiền tiêu xài. Công an thành phố Đà Lạt đã thu giữ tang vật là chiếc điện thoại iPhone 7 Plus, một xe máy biển kiểm soát 49V6-7785 là phương tiện gây án. Tối ngày 27 tháng 10, Trịnh Văn Giang, sinh năm 1983, trú tại phường 7, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, đến nhậu tại quán Ẩm thực Biển Xanh trên đường Trần Phú, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng. Khi ra về, Giang lái xe ô tô mang biển kiểm soát 51A-94353 lùi từ sân quán ra đường và va quẹt với xe ô tô của anh Phan Thanh Tâm, sinh năm 1979, trú tại thị trấn Liên Nghĩa, đang đậu ngoài đường trước quán. Thấy anh Tâm chửi bới và cầm cục đá đập phá xe của mình nên Giang cho xe chạy tới khoảng 10 mét. Nhìn qua gương chiếu hậu thấy anh Tâm đuổi theo, Giang cho xe lùi, nhắm về phía anh Tâm và tông trúng anh Tâm, làm anh này ngã đầu đập xuống đường, dẫn đến chấn thương sọ não và tử vong sau đó. Sau khi gây án, Giang lái xe bỏ trốn khỏi hiện trường, đến thành phố Bảo Lộc thì giấu xe tại một nhà nghỉ ở xã Lộc Châu rồi thuê xe riêng về thành phố Hồ Chí Minh. Tiến hành điều tra, công an huyện Đức Trọng đã tìm thấy chiếc xe ô tô của Giang tại thành phố Bảo Lộc. Tiếp tục truy tìm và vận động, đến trưa ngày 28 tháng 10, Giang đã đến cơ quan công an đầu thú. Hiện công an huyện Đức Trọng đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Giang và đang củng cố hồ sơ chứng cứ để khởi tố vụ án với hành vi giết người. Tòa án Nhân dân tỉnh vừa đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án giết người đối với bị cáo Đặng Hữu Tài, sinh năm 1991, trú tại xã Ca Đơn, huyện Đơn Dương.
Theo cáo trạng, vào khoảng 21 giờ ngày 28 tháng 2 năm 2018, sau khi cùng một số người bạn ăn uống tại phòng trong của quán giải khát của Tài ở xã Quảng Lập, huyện Đơn Dương, thì Lê Phước Lâm đi ra phía trước quán lớn tiếng quát tháo với một số khách đang uống nước tại đây. Nghe thấy to tiếng, Tài cầm con dao nhỏ chạy lên. Giữa Tài và Lâm xảy ra cãi nhau. Tài đã dùng dao đâm vào ngực Lâm, làm Lâm bị thương nặng và tử vong do trụy tim mạch cấp. Sau khi biết Lâm tử vong, Tài đã đến cơ quan công an đầu thú và gia đình Tài đã bồi thường cho gia đình bị hại 30 triệu đồng. Với tội danh giết người, Tài đã bị hội đồng xét xử tuyên phạt 14 năm tù giam và buộc phải bồi thường cho gia đình bị hại 136 triệu đồng chi phí mai táng và tổn thất tinh thần. Thưa các đồng chí và các bạn, sân bay Liên Khương, tỉnh Lâm Đồng hiện đang khai thác 6 đường bay nội địa, 2 đường bay quốc tế và một số đường bay thuê chuyến của khách du lịch đi và đến Singapore, Hàn Quốc với tần suất khai thác 32 chuyến trên ngày. Theo quy định, đến năm 2020, cảng hàng không Liên Khương là cảng hàng không quốc tế cấp 4D. Và đến năm 2030, sân bay này được nâng cấp lên là cảng hàng không quốc tế cấp 4E. Vì vậy, việc đảm bảo an ninh an toàn bay luôn được đặt lên hàng đầu. Trong buổi tối các ngày, từ 31 tháng 7 đến mùng 2 tháng 9 năm 2018, Đài Kiểm soát Không lưu sân bay Liên Khương, tỉnh Lâm Đồng phát hiện 5 lần vật thể bay phát sáng xuất hiện trên trục tiếp cận chóp đường cất hạ cánh 09. Vật thể bay phát sáng xuất hiện liên tục, có lần xuất hiện ở khoảng cách thềm cất hạ cánh 13 km về hướng Tây Nam và kéo dài gần 30 phút. Sự xuất hiện của vật thể bay phát sáng đã uy hiếp an toàn bay, làm một chuyến bay từ sân bay Liên Khương đi sân bay Nội Bài của hãng hàng không Vietjet trong buổi tối ngày 31 tháng 7 phải chờ ở đường cất hạ cánh nhiều phút. Trách nhiệm kiểm soát của Đài Kiểm soát Không lưu Liên Khương là tâm là điểm quy chiếu sân bay và bán kính là 30 km cách điểm quy chiếu. Vì vậy, cái vật thể lạ bay đó đã bay vào trong cái vùng trời kiểm soát của chúng tôi. Những cái vật thể bay như thế là rất nguy hiểm đến các chuyến bay đi và đến tại sân bay Liên Khương. Xác định đây là hoạt động gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh, an toàn và hoạt động bay của cảng hàng không Liên Khương, các phòng chức năng công an tỉnh đã phối hợp cùng công an huyện Đức Trọng tiến hành khoanh vùng xác minh. Trong phạm vi tĩnh không của cảng hàng không Liên Khương thuộc các huyện Lâm Hà, Đức Trọng, Đơn Dương, Di Linh và Bảo Lâm, lực lượng chức năng đã xác định có 16 tổ chức và cá nhân sở hữu thiết bị bay không người lái là Flycam. Tất cả các trường hợp này đã được lực lượng công an cho làm cam kết không sử dụng thiết bị khi chưa được phép. Có trường hợp sau khi được tuyên truyền đã tự giác giao nộp thiết bị bay. Tôi đã mua cái máy Fly này để về quay phong cảnh và các anh công an đã giải thích cho tôi biết về quy định không được bay những vùng cấm tại khu vực gần nhà tôi thì lại gần sân bay là mất an toàn máy bay, thì tôi đã tự nguyện giao nộp phương tiện bay của tôi. Trong một thời gian bay thì tôi mới biết được và được công an huyện mời lên và giải thích cho cái khu vực của mình là nó rất là nhạy cảm đối với cái thiết bị của tôi đang sử dụng, cho nên là tôi đã ngừng hoàn toàn cái thiết bị quay phim bằng Flycam. Với lợi thế có thành phố du lịch đem đến lý tưởng của du khách trong và ngoài nước, nhiều năm qua sân bay Liên Khương liên tục được ghi nhận là một trong 5 cảng hàng không hoạt động có hiệu quả trong tổng số 22 cảng hàng không của cả nước. Lượng hành khách đi và đến qua sân bay Liên Khương liên tục tăng trên 30% một năm. Để đảm bảo an ninh, an toàn và hoạt động bay, việc sử dụng thiết bị bay không người lái trong phạm vi bán kính 30 km từ sân bay Liên Khương đều bị nghiêm cấm nếu chưa được sự cho phép của cơ quan chuyên môn. Bởi những thiết bị bay không người lái, nếu hoạt động gần khu vực sân bay sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh, an toàn bay, không những làm chậm các chuyến cất hạ cánh mà còn có nguy cơ xảy ra các vụ va chạm. Vì vậy, người dân cần nâng cao ý thức để cùng bảo vệ an ninh, an toàn bay. Những hình ảnh của phóng sự vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục An ninh Lâm Đồng. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã luôn dành thời gian quan tâm theo dõi. Kính chào và hẹn gặp lại!